Hello, chào các bạn, ta cá hấu. Hôm nay quay về lại với cái kênh của mình với phần review sách. Và mình hôm nay muốn review một cái cuốn sách. Đây các bạn xem, một cuốn sách. Cuốn này thì tình cờ mình thấy được nó chạy quảng cáo ở trên Facebook. Thấy giá cũng rất là rẻ, mua đọc thử. Đây là cái cuốn Sống Như Những Cây Cây của nhà xuất bản Kim Đồng. Thì giá mình mua trên Tiki ha, mình thấy quảng cáo trên Tiki thì chỉ có 55.500 đồng thôi. Cuốn sách rất là rẻ, hơn 100 trang, 128 trang, kích thước nhỏ gọn đây, bạn nằm trong lòng bàn tay, bị mềm. Tác giả Liz Marvin và cái phần vẽ minh họa của tác giả Ania Davison. Đây là một cái tác giả vẽ minh họa. Trong đây họ có ghi là người Úc ha, đang sống tại Melbourne, Úc. Thì đây là một cái cuốn sách thú vị. Mình đã đọc hết cuốn sách này trong khoảng 2 ngày. Cuốn sách này họ nói về đơn giản về đặc tính của những cái cây, sau đó suy ra từ những đặc tính của cây ra những cái triết lý cuộc sống trong con người của các bạn. Thì các bạn có thể đọc để thư giãn, bạn có thể biết được về đặc tính của một số loại cây thực vật, một số loại cây, một số loại thực vật, rồi nó sẽ rút ra một số triết lý cho các bạn. Nhưng nó cũng không quá dài, bạn thấy nó rất là ngắn. Đây, cái nội dung của nó rất là ngắn, ngắn vô cùng luôn. Đọc thư giãn thì ok, nhưng mà đọc chuyên sâu về những cái dạng sách về hạt giống tâm hồn thì nó chưa đạt được cái điều đó. Mình nói về những cái mình thích trong cuốn sách này trước ha. Cái điều mình thích là đây cuốn sách rất là nhỏ gọn, nằm vừa trong lòng bàn tay, bì mềm nên các bạn có thể nằm đọc thoải mái, là các bạn mang đi xa bạn đọc thì nó không quá nặng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái cuốn sách này có phần vẽ minh họa rất là dễ thương, rất là đẹp của tác giả tên hồi nãy mình mới vừa nói xong. Thì một bên sách, bên đây là phần nội dung nè, bên đây là cái phần minh họa cho cái loại cây đó, thì tác giả vẽ rất đẹp ha, vẽ rất là đẹp. Giấy cũng dày, in trên giấy for, loại giấy này thì nó không có cái lớp tráng phủ á, nên các bạn đọc các bạn sẽ không bị mỏi mắt nếu bạn đọc dưới cái đèn đọc sách. Thì cái cuốn sách này nó đạt được cái điều đó. Thêm một cái điều nữa mà mình cảm thấy rất là hấp dẫn, đó là đối với nhà xuất bản Kim Đồng, là một cái nhà xuất bản lâu đời, từ lúc mà mình chưa sinh ra đến đời luôn thì nó đã có nhà xuất bản Kim Đồng rồi. Thì đây là một nhà xuất bản lớn và uy tín ở Việt Nam, rất là chỉnh chu về tất cả mọi cái, đặc biệt là không bị sai lỗi chính tả, đều có nhà xuất bản mà mình rất là tin tưởng về những cái đầu sách dành cho thiếu nhi và sách chưa nói chung thì mình rất là tin tưởng, tại vì cái phần chính tả làm rất là tốt. Đó là những cái mình thích về cuốn này. Thêm một cái nữa là giá bán trên Tiki khá mềm, thì giá bìa là 70.000, nhưng mua trên Tiki có 55.500 thì 50.000 đó, mình không nhớ gì rõ nha, khoảng chưa tới 60.000 cho cái cuốn sách này. Thì ship một ngày ha, đêm nay mình mua, sáng hôm sau thì ship đã tới rồi. Điều gì mình cảm thấy chưa vừa ý với cuốn sách này, đối với cá nhân của mình thôi ha, đối với cá nhân của mình thì cuốn sách này đối với mình là mình đọc mình cảm thấy nó chưa đã lắm, nó về cái phần nội dung, tại vì nó hơi bị ngắn, nó chưa nói lên được các đặc tính của các loại cây, rồi nó rút ra những cái triết lý, và có những cái nội dung thì cái triết lý của nó hơi bị mơ hồ, mình đọc mà mình không biết là nó nói về cái gì, thì cái nội dung nó hơi bị chén một số cái phần nội dung ở đây. Nhưng mà nếu mà một quyển sách này dành cho những bạn trẻ thiếu nhi thì cái kiến thức như vậy là vừa đủ, giống những người mà già như mình đó, mình già rồi mình cần phải có những cái nó sâu hơn một tí xíu nữa, thì cuốn sách này nó vẫn chưa đạt được cái điều đó. Một tí xíu nữa là chúng ta nói về cái phần méo mó một tí xíu về nghề nghiệp, về thiết kế, thì sách này làm đẹp, phong chữ cũng ổn, chỉ có một điều là các phần nội dung tác giả họ canh giữa tất cả những phần nội dung, một lát mình sẽ quay cận cảnh lại và phân tích cho các bạn, thì cái phần canh giữa cái phần nội dung hơi bị khó đọc. Phần tên của các loại thực vật, ví dụ như ở trang 58 là gỗ guaria, thì cái phần kerning, cái phần khoảng cách của các
ký tự giữa giữa một từ á, thì nó lại không hài hòa với nhau, nên nhìn cái chữ nhìn cái chữ nó bị rờ nhau ra và các bạn thấy khó đọc. Bây giờ các bạn thấy ha, đây là cái chữ nào mình đang sử dụng phần mềm để mình chỉnh lại trên cái hình chụp ha. Mình chọn cái chữ G và chữ U và đẩy nó về bên tay phải một tí xíu. Rồi bạn thấy là chữ U và chữ A nó đang xích lại gần hơn rồi ha. Tiếp theo mình sẽ chọn cái cụm chữ R, chữ E và chữ A để mình đẩy nó lại gần cái chữ A bên tay trái đứng phía trước cái chữ R. Tiếp theo nữa thì mình sẽ chỉnh cho cái ký tự A cuối cùng. Đây mình chọn nó rồi mình đẩy nó về bên tay trái. Rồi, xong ha. Thì trước mắt mình sẽ chỉnh sửa như vậy thôi. Thì các bạn thấy là nó sẽ khác đi ha. Rồi tiếp theo nè, các bạn sẽ thấy mình chuyển sang cái phần before, tức là trước khi đặt, trước khi chỉnh sửa kernel. Các bạn thấy cái hai cái từ gỗ và cái từ gơ kia nó rất là rời nhau ra, khó đọc. Đây là sau khi chỉnh sửa thì cái chữ guaria nó được kết nối gần lại với nhau, bạn thấy nó sẽ dễ chịu hơn. Rồi còn có một trang này nữa thì có một loại gỗ cũng hơi khó đọc, các bạn đợi mình nha, mình tìm nó nằm ở đâu mất rồi. Để mình coi một lượt cho nó nhanh. Đó là cây cọ AK ha, trang 48. Đây ở trang 48, lúc mình đọc thì tình cờ mình lật ngay cái trang này thì cái phần chữ nó không được ổn lắm. Đây các bạn, đây mình sẽ quay cận cảnh lại cho các bạn thấy. Thì cái phần cây cọ AK thì cái chữ cọ chữ là một cái từ cọ, rồi sau đến cái từ AK, AK là một cụm từ chung với nhau, nhưng mà đọc thì rất là khó đọc, tại vì cái khoảng cách của chữ O và trong này chữ ọ và chữ a trong cái từ AK á, cái khoảng cách nó đều bằng nhau quá, nên mình có những cái đọc thành không phải đọc là cọ AK mà đọc cọ K, rất là khó chịu. Tức là những cái phần rất là tinh ý khi mà mình xử lý về cái phần chữ, phần typography, chọn phông chữ, chọn khoảng cách giữa các cặp ký tự thì nó chưa được tốt lắm cho một số cái cụm từ ở cái tên K. Thì cái này bị méo mó nghề nghiệp một tí xíu, tại vì làm về design mình sẽ nhìn cái đó nhạy hơn so với một số các bạn khác, còn bình thường thì có thể các bạn sẽ không cảm nhận được, nếu mà chỉnh một tí xíu thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi đây là cái phần review của mình về cái quyển sách Sống Như Những Cái Cây này. Đánh giá chung cuối cùng, giá tiền hợp lý, là nội dung vừa phải, đọc thư giãn, đọc biết một tí xíu về cây cỏ và rút ra một cái triết lý trong cuộc sống, nó ngắn thôi để các bạn thư giãn vào những ngày làm việc mệt nhọc, thì cũng rất là đáng giá để mua cuốn sách này. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip về review quyển sách này, mà mình còn một số sách ở đây nữa chưa đọc xong, thì đọc xong rồi mình sẽ có những cái clip review tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu yêu thích cái clip và cái kênh của mình, các bạn hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới để cho mình biết thêm những cái ý kiến của các bạn, để mình làm những clip sau nó sẽ tốt hơn. Chào tạm biệt, bye bye các bạn.